Trông cứ như là kẹo béo ăn pelibê lóng ý các bạn nhở. Ở quê các bạn thì gọi đây là món gì? Mình thấy có rất là nhiều tên. Có nơi thì gọi đây là con phù, sủi dìn, phu lóng, bánh trôi. Ở quê mình thì gọi là bánh trôi nhá. Cứ vào mùng 3 tháng 3 hàng năm người ta còn làm rất là nhiều màu sắc khác nữa, nhưng chủ yếu là bánh màu trắng truyền thống nhá. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lỗi ba chìm với nước lon, rắn nát mặc dầu tay kẻ lặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Chắc hẳn các bác vẫn còn nhớ hai câu thơ này ở bài thơ nào và ý nghĩa của nó là gì. Bánh trôi thì tượng trưng cho 50 quả trứng lở thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Còn bánh chay thì tượng trưng cho 50 quả trứng lở thành 50 người con theo cha xuống biển. Chính vì thế Tết Hàn thực của người Việt chủ yếu là mang ý nghĩa cội nguồn, tưởng nhớ tới công lao của những người đã khuất. Tết Hàn thực có nghĩa là ăn các món ăn lạnh. Có lẽ đây là một loại bánh dễ làm nhất đúng không ạ? Ngày còn bé thì cứ lúc nào mẹ làm bánh là lại sum xe vào, vừa tập nặn bánh lại vừa hóng bánh chín. Bởi thèm vì cả năm mới được ăn một lần mà. Vào những ngày trời se lạnh mà được ăn bát bánh trôi nóng dẻo ngậy bùi thì còn gì bằng các bạn nhở. Mặc dù là một món ăn truyền thống vào ngày Tết Hàn thực, nhưng một số người không nên ăn bánh trôi bánh chay. Đó là những người bị đái tháo đường, người béo phì, người bị bệnh tim mạch, dạ dày, người có hệ tiêu hóa kém. Chúc mọi người có một ngày Tết Hàn thực thật ý nghĩa, đoàn tụ sum vầy bên gia đình.